Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Mua Rồi. Mình là Vi Tào Lao, chào đạo Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Đây là trận bán kết trong mơ giữa đội chủ nhà Lam Trang Bàng, Phong Liêu, Lam Trang Bàng, Khang Hai Máy Lai và Đăng Mâm và Tân Thắng Cao. Còn bên kia là team của Thiên Tân, Phạm Thanh, Phạm Khôi, Đăng Méo và Quy Nhóc. Dự bị có Trương. Đây là sân của Lam Trang Bàng và Bùi Thanh Tâm. Bán kết 0-0. Một pha xử lý quá hay của Phong Liêu vừa rồi. Đầy quy lực. 1-0. Các bạn nào thích SHI hãy đến với kênh YouTube Vũ Tân SH. Địa chỉ 210 Sẹt Chính A, đường số 11, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức. Điện thoại là 0378 200 955. Ok men, vô hàng. Một đều. Càng 2m02. Giờ có một pha chạm tay chân Quý Dốc và đang méo ba ra ngoài. 2-1. Đây là 16 giờ giờ địa phương, Trảng Bàng Tây Ninh. Đang mớm lại pháp bóng hỏng rồi. Hai đều. BB. Phạm Khôi phát bóng. Khang vừa có một quả chạm tay trắng, Đăng Méo và Quý Nhóc bên ngoài. 3-2. Giải nhất 20, giải nhì 10, giải 3 5. Và kết thúc tốt của Phạm Thanh. 3 đều. Quá hay cho Đăng Mèo. Một pha phòng thủ tốt của bên team Thiên Tân và một pha phản công tốt của Đăng Mèo. 4-3. Đây là trận bán kết. Bốn ba. Bên kia là nồng cốt của anh bị bảy bạc bào cát tới mình. Pha đầy quy lực của Khang Hai Máy Lai. Bốn đều. Bóng tốt. 5-4. Và kết thúc quá nhanh, quá nguy hiểm của Đăng Méo mùa giữa. Chạm tay chân của Đăng Méo bay ra ngoài. 5 đều. Xếp phải chứ ơi. Okay. Hiện tại team làm cho bà đội chủ nhà ăn 7 rượt bạc. Một pha chém đường ghi quá tuyệt vời của Đăng Méo. 6-5. Một pha phòng thủ tốt của Phạm Khôi. Phạm Công cho Phạm Khôi. Quá hay. Quá hay cho Đăng Méo. Một pha kết thúc quá tuyệt vời của Đăng Méo vừa rồi. Phải nói một quả triển khai quá đẹp kỳ của Phạm Thanh. 7-5.
Một pha quá nhanh, quá nhanh của Bông Liêu. Một pha phản xạ bất ngờ của Phạm Khôi. 6-7, xin lỗi các bạn. 6-7. Bảy đều. Một pha đầy quy lực của Phạm Thanh 2000. 8-7. Một pha chớp thời cơ của Đăng mới vừa rồi quá hay. 8-8. Trận đấu rất hay, trận bán kết giữa team chủ nhà và team Thiên Tân. Một pha lọt trắng của Khang và Thắng Cao. 9-8. Một pha quá nặng ký của Bông Liêu và Phạm Khôi lần thứ hai. Chạm bóng của Bông Liêu nhưng đáng tiếc không lên nổi. 9-9. Lợi thế chiều cao của mình trước Phạm Thanh 1m8, Khang 2m2. 10-9. Đang mở pha bóng hỏng. 10-10. Chụp cây, con cây chỉ lên đi. Mười một. Chậm lên nha, chậm thôi. Đang nghe tôi là bên ngoài đóng nha, sân nhà không có đâu á. Mười một. Một pha trắng quá hay giữa Thắng Cao và Khang 2m2. Mười hai. Một pha trắng bóng của Khang 2m2. Không biết chung nhân chỗ nào. Anh ta ói luôn rồi. Sặc luôn rồi các bạn ơi. Sặc luôn rồi. 12-10. Mười một, mười hai. Chết nữa là xui. Liêu.
một pha phản công quá hay cho K2M2. Trời ơi, bị sạc uống bầu cụng cho nó đi luôn. Mười ba, mười một. Quá đáng tiếc cho Quý Nhóc vậy rồi. 14-11. Ba chạm cột giới hạn. Kết thúc quá hay cho Khang. 15-11. Xin chúc mừng Tam làm cho bàn có trận đấu đầu tiên 15-11. Xin mời các bạn xem tiếp set thứ hai của cặp đấu này nha. Bán kết. Các bạn thấy hãy nhớ share và like, like và share. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.